Mẹ chồng nàng dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được sự đồng hành của nhãn hàng Kim Tiền Thảo, nhãn hình ông già thuốc trị sỏi thận của công ty cổ phần dược phẩm OBC. Chắc có lẽ quý vị đang chờ đợi ngày hôm nay hai câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị sẽ là hai câu chuyện như thế nào đây. Mời quý vị sẽ bắt đầu câu chuyện nha. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Mê hết vào trong phòng em ạ. Con ơi, đêm con có đói thì con dạy con ăn, chứ con mà ăn đói là đêm con không ngủ đâu nhá. Mẹ cất vào đây bảo khổ, con không làm khách đâu mẹ, con không có giữ kẽ đâu mẹ. Cứ cất xuống đấy bảo không, mẹ cất vào đấy, không đêm con đói thì con dạy con ăn. Xin mời. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, mời cô ngồi ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ, chào em. Dạ, xin mời chị. Xin mời cô giới thiệu về mình. Chào hai MC, dạ. Quỳnh Linh và Lê Lộc. Chào các vị khán giả trong trường quay. Tên tôi là Trịnh Thị Thuận, năm nay 64 tuổi. Tôi đến từ thị trấn Bộ Hạ, yên thế Bắc Giang là quê tôi. Tôi sống ở Vũng Tàu 12 năm. Nghề nghiệp tôi là bán hàng ăn ở chợ Dịch Dừa. Bán hàng ăn gì cô? Phở, bò, bún riêu, bún bò. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào Lê Lộc, Quỳnh Linh, MC thần tượng của mình từ lâu. Kính chào mẹ chồng làng dâu. Chương trình bổ ích đậm sâu nghĩa tình. Kính chào toàn thể gia đình đang xem trực tiếp truyền hình hôm nay. Kính chào khán giả trường quay. Lời chào thân ái, lòng say tình người. Em xin giới thiệu, em tên là Phạm Thị Tâm. Em quê quán em ở thôn Đồi Lánh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Em đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Năm nay em 38 tuổi. Em làm nghề bán hàng ăn và em làm dâu mẹ thiếu 1 tháng 5 ngày là tròn 25 ạ. Wow. Em được hai cháu trai, cháu lớn năm nay 18 tuổi và cháu nhỏ 15 tuổi ạ. Mà lần đầu tiên cô gặp con dâu tương lai đó, cô cảm giác cô gái này như thế nào cô? Chỉ dừng nghe thấy lời giới thiệu của con trai cô thôi. Mẹ ơi, con yêu cái đứa này giống y chang mẹ. Bảo thế. Thế là hôm giờ đi chơi từ 2-3 giờ chiều ấy, dắt bạn bè nó về thì cũng mấy đứa. Thế là nó vừa về lên cổng cái, cô bức xúc quá rồi cô tức mình. Cô mới chẳng cho nó mà chặn. Sao choáng cô một trận cô? Tại vì nó đi chơi. Đi chơi từ 2 giờ chiều mới về, cô làm một mình cô 8 giờ tối nó mới về. Vậy lúc đầu cũng chưa cảm nhận con dâu như thế nào? Chưa. Nhìn được lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, cô thấy nó tươi, vui vẻ, nhanh nhẹn. Thế cô nhìn thấy cô cũng ưng ngay rồi. Nhưng lần đầu tiên cô vào, cô nhìn thấy nó là cái chiều cao của nó với chiều cao của cô ấy thì lại giống nhau. Thế là cô đã ưng ngay đầu tiên. Giống không cô? Giống. Cao mét mấy? Mét rưỡi anh ạ. Mét rưỡi? Dạ. Cô cũng mét rưỡi hả? Cô 1m48. Ngày đầu tiên là gặp ưng rồi đúng không cô? Vâng, ưng đấy. Cái lần đầu tiên mà khi mà chị gặp mẹ chồng á, thấy mẹ la quá trời rồi, chị cảm thấy chị như thế nào? Đấy thì thấy mẹ la thì em run lắm, em sợ lắm, cũng không dám nói gì. Trên đường về, anh trở về nhà thì anh nói ngay, anh bảo là em ơi, em đừng sợ nhá, mẹ anh nóng tính thì tính mẹ anh vậy đấy chứ mẹ thương con lắm. Anh nói thật, anh em đừng có sợ, sau này em về em sống rồi em không biết. Thì bạn bè đi cùng ấy, chúng nó bảo, ôi dồi ôi Tâm ơi, tao thấy bà ấy ghê gớm thế này, sau này mày làm sao mà sống nổi, chắc gì. Cưới dâu về thì con dâu làm dâu tốt không cô? Nó cũng tốt thôi, tại vì là nó mới về nhà cô làm dâu lần đầu tiên ý. Nếu mà con mà không biết cái gì thì con cứ hỏi mẹ. Mới đầu về nấu nướng thì cái gì cũng hỏi mẹ ơi, nấu như nào, ở nhà mình ăn như nào thì để con nấu. Nấu mặn, nấu nhạt như nào thì mẹ dạy con. Thế mẹ cũng dạy, nhưng cũng có bữa mẹ có khi nhạt hay mặn thì mẹ cũng không nói. Nhưng mà có bố thì bố bảo, con ơi, hôm nay con nấu cái này hơi nhạt. Thế mẹ bảo, nhạt gì ông chấm thêm nước mắm không có gì đâu. Mà có hôm thì bố bảo, con ơi hôm nay con kho thịt này hơi đậm đấy con ạ. Thế mẹ bảo, có mổ mông hôm nay làm sao ấy, tôi ăn thịt rửa chả mặc tí nào, khi ăn thịt kho thì phải ăn thế này nó mới ngon chứ.
Mẹ chồng tuyệt vời nha. Bên con dâu mà đúng không? Thế ạ. Dạ, và còn thế này nữa. Em về nhà chồng sợ em làm khách em không dám ăn cơm no ấy, thì cứ đến bữa ăn cơm xong là mẹ mang hết xoong nồi đồ ăn còn là mẹ để vào trong phòng hai vợ chồng. Bê hết vào trong phòng em ạ. Con ơi, đêm con có đói thì con dạy con ăn, chứ con mà ăn đói là đêm con không ngủ đâu nhá. Mẹ cất vào đây bảo khổ, con không làm khách đâu mẹ, con không có giữ kẽ đâu mẹ. Cứ cất xuống đấy bảo không, mẹ cất vào đấy không, đêm con đói con dạy con ăn chứ đói là không có ngủ được đâu. Thấy hai mẹ con hợp nhau điều gì nhất cô? Là hợp nhau về tính cách làm ăn, quản lý kinh tế gia đình. Rồi lại nhất hợp nhất nữa là hát karaoke. Hai người hay hát bài gì nay hát thử coi. Dở lắm. Ở nhà không già. Con dâu cô nữa. Mẹ ơi, giờ thì giờ cứ hát đi con ạ. À, mẹ, nếu mà hay thì đã làm ca sĩ. Đúng rồi. Đó. Độ karaoke cỡ Lê Lộc không? Bắt đầu hát nhá. Dạ. Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay chứ em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan đây, mà chẳng thể nào mà che đi. Sáng chắc trước khi đi chắc ăn bún riêu nhiều lắm rồi. À, hay dễ thương, rất là hợp với nhau vậy. Cứ thứ bảy thì mới đi hát, thì con nhà em nó học thì thứ bảy cháu nghỉ mới hát này. Cứ em vừa đi chợ về chưa, về nhà mẹ là alo con về chưa, con vừa về mẹ. Ừ, cơm cháo sơ sớm sủa tí mẹ sang nhé. Rồi hát, em thì chọn bài, mẹ ơi cái bài này chưa nghe bao giờ mà cũng chưa hát bao giờ. Mẹ bài này mẹ hát được không? Hát được cứ để đấy, không hát được thì đập nói gì. Có khi có chị hàng xóm đi qua bảo mẹ con nhà bà hát cứ tưởng đọc kinh. Không biết là ngoài cái chuyện đó thì hai mẹ con mình còn hợp nhau điểm gì nữa không chị? Đi mua sắm gì mẹ muốn mua cái đầm cái áo thì đẹp đấy, nhưng mẹ vào mẹ xem mẹ thích lắm rồi nhưng không bao giờ mẹ mua. Ôi, cứ để đấy cô ra cô gọi con cô vào rồi cháu nó ngắm cho rồi cô mới mua. Nếu mà không có ý kiến của mình thì không bao giờ mẹ mua. Mua hợp chiều cao mà. chung sai luôn. Lúc em mang bầu hai cháu là toàn mặc đồ của mẹ hết. Ôi dạ. Vậy ở Vũng Tàu mà đi tắm rồi con dâu mặc bikini rồi mẹ có chồng có mặc không? Có luôn hả? Mẹ còn bơi còn siêu hơn. Cho mọi người nhìn vào không phải là không có ngại á, không ngại cái gì hết. Bởi vì mình ở đấy là ai cũng thế, là mình cũng phải thế. Có cái kỷ niệm nào mà chị dành cho cô mà cô nhớ nhất không cô? Trời ơi, cái kỷ niệm đấy thì quả đời cô không bao giờ có. Kỷ niệm 40 năm ngày cưới của cô. Các con cô nó tập trung nó làm cho cô. Cô mới đầu thì cô chỉ tưởng nó làm sơ sơ 1-2 mâm thôi. Biết đâu nó làm 3-4 mâm hoành tráng. Nó mua cả những cái xốp về nó dán nhất là kỷ niệm bố mẹ 40 năm ngày cưới. Cho nên nó làm cô bất ngờ quá. Chỉ có mỗi ông xã là cô cảm ơn các con cô được mấy câu. Nhưng mà cô thì nói thật là cảm động quá, cô cứ nước mắt cô cứ tràn ra, thì cô không nói được câu gì, cô xúc động quá. mua cho cô, các con cô nó mua cho cô nhẫn cưới đấy, tặng ông một cái thôi. Ý là con dâu muốn là hai vợ chồng hấp hôn đó. Trước đó một năm về trước thì em vẫn nghe bố mẹ em nói là sang năm là chúng tao 40 năm ngày cưới đấy. Thôi hôm đấy thì cả nhà thì làm bữa cơm ăn cho vui. Mình phải làm cái gì đấy thật ấn tượng, ý nghĩa thôi. Mình không có vật chất thì mình có tinh thần để động viên bố mẹ, cũng như sau này mình sẽ già mà các con nó chu đáo cho mình như thế thì chắc mình cũng vui lắm. Chuẩn bị đến ngày đấy chục ngày là em mất ăn mất ngủ, em gầy mất 2 cân thịt. Đêm nào em dậy em cũng làm thơ. Chồng em à, 2 giờ mà mắt chả thấy vợ đâu cả, ra thấy điện sáng bên ngoài ra ngồi làm thơ. Không hiểu cái người thế nào đấy. Đó là cái tình cảm của con dâu rất là lớn ở trong mẹ chồng và mẹ chồng nào. Rất là lớn cái tình cảm với con dâu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem con trai của cô nói gì nha. Xem ông xã em nói gì. Xin kính chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi rất vui mừng phấn khởi khi thấy mẹ và vợ tôi được tham gia chương trình này. Tôi cảm ơn chương trình rất nhiều. Mẹ ơi, đến giờ phút này mẹ thấy con trai mẹ có đúng không? Con đã chọn cho mẹ làng dâu như với mẹ rồi nhé. Nhưng cũng kể từ đó mẹ và vợ luôn quấn quýt với nhau. Mẹ cho con ra ria luôn. Trước con có bàn với vợ con là mua cái máy giặt khác. Cái này nó hỏng và cũ rồi. Vợ con phản đối.
vẫn còn dùng được, mẹ chẳng ủng hộ con gì cả. Mẹ còn nói là con dùng được thì để mà dùng, để tiền mà lo cho con cái ăn học. Con cũng hơi buồn mẹ ạ, nhưng không sao. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ đã hết lòng yêu thương chăm sóc cho chúng con, sẽ làm cho mẹ vui nhiều hơn. Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe. Còn vợ ơi, nhà vợ là anh chẳng biết nói gì hơn. Trước tiên cảm ơn em, đã suốt 20 năm qua em đã cùng anh vượt qua bao vất vả khó khăn. Anh thương vợ nhiều lắm. Em là người vợ thật tuyệt vời, anh luôn hãnh diện về em. Em sống hết lòng thương chồng vì con, em luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Anh mong vợ bớt tham công tiết kiệm đi, hãy nghĩ đến bản thân mình, giữ gìn sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ như bây giờ. Một lần nữa cảm ơn mẹ, cảm ơn vợ, hai người phụ nữ tuyệt vời nhất của đời tôi. Em thấy chồng mình nói như vậy em cảm nhận sao? Em xúc động lắm ạ. Có bao giờ chồng mình nói vậy chưa? Dạ chưa, vui đùa thôi chứ. Thân quá con trai nó giận mẹ luôn ha. Có máy giặt mà kêu thay không thay. Tại vì con tiếc là còn làm được thì cứ để mà dùng. Còn cái tiền đấy thì cứ để cho các con nó ăn học, nó càng lớn nó học cao, càng cao bao nhiêu thì càng tốn tiền nhiều bấy nhiêu. Thế nên cô cũng chỉ nghĩ thế thôi, rồi cũng nghĩ cho tốt cho các con thôi. Hôm nay thì cô có muốn có điều gì muốn nói với con dâu của mình, còn điều gì trăn trở hay điều gì muốn dặn dò con dâu mình không? Dù cô như thế thì cô cũng toại nguyện rồi. Trong lòng cô mà nếu mà còn kiếp sau nữa ấy, thì cô vẫn làm mẹ của các con cô. Chị có muốn nói với mẹ điều gì không? Đang hồi hộp quá. Cứ nói đi chị, có điều gì trăn trở hay điều gì? Không có gì trăn trở cả, mà không bao giờ em, chưa bao giờ em buồn cái gì về mẹ em cả. Chỉ có mong mẹ là bớt tham việc một chút. Nhưng giờ mẹ xương cốt già rồi thì cũng hay đau nhức. Mà mẹ nó có cái tính là nếu mà cứ kêu đau nhưng mà thôi mẹ nghỉ đi một hai hôm cho khỏe đi rồi mẹ lại làm. Mẹ là ghét lắm. Ta đã chuẩn bị hàng thì đứa nào cứ gàn là mai thì bán ế thì đừng trách. Thế thì chỉ mong mẹ là thôi mẹ giữ gìn sức khỏe, bớt tham việc đi. Nói chung là hai mẹ chồng nàng dâu hôm nay rất là hợp về tất cả mọi thứ nha. Và chúc cho cô với em là mãi mãi như thế. Hai mẹ con ôm nhau nào. Mẹ con nhà cô thì ôm nhau chuyện từng xin. Dễ thương quá. Của chương trình gửi tặng cô với là em. Chúc gia đình mình mãi mãi hạnh phúc như thế. Chỉ có từ đó trở lên thôi nha. Vâng. Giữ gìn sức khỏe. Bữa nào Linh Lê Lộc ra Vũng Tàu ghé ăn ha. Rồi. Chiêu đãi một tháng luôn. Một tháng luôn hả? Dạ. Được hả? Dạ, chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô và chị. Dạ, đây là cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn dạ. Cảm ơn cô và chị. Giờ tôi đi, cho ông muốn nhậu gì ông nhậu. Cái mai em về đó, thì tối anh gắn cửa tới 2 giờ sáng mới xong đó, em đạp cái cửa nó bể trơn luôn. Xin mời. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Chào chị. Ngồi dạ. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Xin chào Việt Linh, xin chào Lê Lộc và chào khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngành. Năm nay 64 tuổi. Trước đó thì đi làm, sau này về hưu ở nhà chăn cháu nội thôi. Yeah. Nhà ở đâu cô? Hóc Môn, mua nhà 2 căn cho mỗi đứa con, mỗi 1 căn. À. Dạ, xin mời chị. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh, chào Lê Lộc, dạ. Chào quý khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Nguyên, hiện tại thì em 31 tuổi, đang làm nhân viên kế toán, làm dâu của mẹ được gần 6 năm. Chị được 2 bé, bé đầu thì 5 tuổi, còn bé sau 3 tuổi. Lần đầu tiên cô gặp con dâu tương lai của mình á, thì cô cả có ấn tượng điều gì với cô gái không? Con trai dắt về, cô nói trời ơi sao ông lùng quá vậy? Cái con trai nói mẹ ơi lùng mà dễ thương. Lùng nhưng mà phụ tùng của Nhật. Cao cao phụ tùng cà lao. Thế cô nói thôi nếu mà con chịu thì mẹ cũng chịu. Tại vì con mình ở chứ không phải mình ở đâu. Cái cô hỏi gì nè, con ơi bé đó bao nhiêu tuổi vậy con? Cái cậu con trai nói là mẹ ơi con này giống như ba với mẹ vậy đó, cổ nhỏ hơn con tới 10 tuổi. Cái cô nói gì nè, nếu mà vậy thì cũng hạp đó.
Vậy là hợp luôn á đúng không? Nhưng mà cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Có ấn tượng gì đâu, ông chồng nói về nhà anh đi, mẹ anh đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm luôn á. Vô nhà chào bác, đi tham quan nhà đi con, xong nằm xuống. Trời ơi, lúc đó mẹ em mập á, cái bụng chà vá lửa luôn, nằm dơ cái bụng ra vậy. Nó ủa vậy là đẹp á hả? Rồi lúc đó em có nói với mẹ vậy không? Không, nói vậy sao cho cưới được. Không biết ha, không nói trời ơi vậy mà nói mẹ đẹp lắm. May chồng không mét với mẹ đó. Rồi sau này lúc mà có mét vụ đó không cô? Không. Giờ mới biết á hả? Giờ mới biết ra thôi. Mai bắt đầu mới duyên. Chồng nói hai mẹ con lên nói truyền hình đó nha, nói cẩn thận sao về tôi đội quần đi. Khi mà cô dâu về làm dâu á, mẹ chồng với nàng dâu không có gì hết. Thí dụ như nàng dâu á nấu ăn không vừa ý, cô cũng không nói gì, nói làm đi, cô chạy ra chờ, cô mua cái khác, cô nấu lại, cô ăn. Em cũng đâu biết đúng không? Không biết. Mẹ chồng nói gì không bao giờ nói hết. Còn thầm tự mà làm thôi. Nhưng mà vậy là mình đâu có hợp phải không cô? Nhiều khi đi cái cô không nói gì hết. Nên dưới khi đi bước xe ra lên xe bắt đầu cô sửa lại cái nồi canh đó. Thế nó về nó đâu biết đâu, nó cũng vẫn ăn bình thường thôi. Vậy là sửa suốt 6 năm nay luôn đó hả? Sao cô không nói gì đâu? Nhưng mà em nấu em mang lên công ty cho mọi người ăn, mọi người khen ngon. Ừ. Sao cô không góp ý con dâu để con dâu có thể nấu không tốt hơn cô? Nhiều khi á, là con dâu đi làm cái toán thì nó mệt mỏi cái đầu óc. Nếu mình góp ý nhiều quá thì nhiều khi nó băn khoăn, nó làm việc không có được. Cho nên cô rất là tế nhị như thế đó. Tâm lý quá hả? Mình cứ tưởng mình ngon. Đúng rồi. Người khác thấy không ngon nêm lại hoài. Cái này á đôi khi nó cũng vui vui vậy thôi. Nhưng nếu một thời gian nó tích tụ trong người đó, thời điểm nào mà có chuyện gì nóng giận á, mà lôi từ đầu năm cho tới cuối năm, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, cái đó nó nặng lắm luôn á. Không, cô ý cô là không có lôi đâu. Không, cô hiện ý nghĩ cô như thế này. Cô nói nếu mà cô nói ra thì cô tội nghiệp cho con trai cô. Vợ chồng nó xích mích nhau cho nên cô thế vì con, cô im lặng. Trời ơi, thấy thương mà mẹ chồng quá nha. Rồi chiều về nó có giặt quần áo gì phụ vậy? Không, quần áo thì sáng cô nói con ơi đem đồ xuống bỏ với mấy giặt đi, mẹ giặt rồi mẹ phơi, mẹ xếp. Sáng là lo loa rồi, giặt đồ nha. Em thì em thích cuối tuần mới giặt, mình đâu muốn giặt mỗi ngày đâu. Còn mẹ thì không có chịu như thế đó. Mỗi ngày mỗi giặt đi cho nó sạch quần áo, mà nó không có bị di trùng mấy đứa nhỏ. Cho nên lúc nào cũng phải tôm tất như thế đó. Hai người họp nhau ghê nha. Chị có nói với mẹ không? Chị đâu nói với mẹ đâu, mẹ nói giặt đồ đi thì chồng chị tự đem đồ xuống giặt thôi. Thật chị cái gì mà không hợp á là chị không có muốn đề cập tới, chị để cho chồng chị xử. Có bao giờ chồng nói sai ý chưa? Em có nghĩ điều đó không? Chắc không đâu, chồng em lúc nào ví dụ như là ông đứng giữa thì ông sẽ biết nói làm sao để vợ nó không giận mình, mẹ không buồn. Có bao giờ cô chứng kiến hai chồng cãi nhau đánh nhau ở nhà chưa? Có một lần cô chứng kiến, cô thì mua hai căn nhà kế bên này, cô ở bên thằng con trai út. Tối cô nghe cái rầm 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 ở bển vậy, mở cửa bên này chạy qua hỏi sao vậy. Là hai vợ chồng cãi, cái cô này thì dựng bỏ nhà đi. Cái thằng em trai á, con trai út á, nó nói chị ơi chị ở nhà đi, chị đi làm chi tối rồi đi khuya. Cái cô nói như thế này nè, cô nói với con có hai đứa con rồi, con bỏ như vậy thì con không tội, sao mà con đi như vậy, khuya rồi. Giận gì giận cũng phải ở nhà, chứ không nên đi bỏ nhà đâu con. Dạ, bữa đó... Đi ra khách sạn ngủ, cái sáng mai cái bắt đầu chỉ là mò về, cái cô tưởng đâu đi tiếp nữa. Cái cô nói vậy nè, con ơi đừng đi nữa nha con, hai đứa nhỏ tối nó khóc dữ lắm á, đi bỏ nhà đi là không nên đâu con. Cái về cô cũng la con làm như vậy là không có được. Thì bữa đó cái em đang bệnh, em đang tức ơi là tức luôn. Về đi làm mệt mỏi rồi, hai đứa con không ai phụ chăm sóc. Chồng thì đi nhậu, nhậu nguyên tuần, ngày nào cũng 10 giờ, 11 giờ về, điên lên. Ổng vừa mở cửa ra, sẵn chửi, ổng quá trời chửi. Xong đập cửa, đập hai cái điện thoại luôn, tại vì em cũng nóng tính. Ly dị, giờ tôi đi cho ông muốn nhậu gì, ông nhậu. Cái mai em về nói, hồi tối anh gắn cửa tới 2 giờ sáng mới xong, em đạp cái cửa nó bể hết trơn luôn. Dữ quá, con dâu cũng dữ quá cô hả? 6 năm trời mới bị một lần vậy thôi. Em chịu hết nổi rồi thì em mới bùng phát thôi. Chà, thấy hai mẹ con cũng có nhiều điểm không hợp nhau. Nhưng mà mẹ chồng chịu đựng ha. Có cãi lộn với mẹ chồng lần nào chưa? Dạ chưa, nên đó là bí quyết của em là không có cãi nhau.
Ví dụ như hồi xưa thì cũng còn cũng có nói chuyện đó, thí dụ nấu này kia thì mình cũng chỉ nó. Rồi sau này nó có hai đứa con rồi á, nó bận rộn quá đi, nếu mà cảm thấy con dâu làm không được thì thôi mẹ chồng làm hết. Em về là hai đứa kia là nó rần rần rồi, không có thời gian mà để lo cho bản thân mình nữa. Hồi xưa chưa có con á thì em hay quan tâm mẹ, hay chở ở cuối tuần hai mẹ con thôi mình đi làm đẹp đi, bỏ chồng bỏ con ở nhà luôn đi. Giờ hơi thời gian nó hơi bị hiếm, với lại dành cho con hết rồi á. Mấy năm nay rồi? Bé nhỏ 3 tuổi là 3 năm rồi đó. 3 năm rồi. Tại vì biết sao không? Mẹ chồng á, là thí dụ như một tuần lễ là cứ lo mặt tất mặt tối trong nhà. Rồi thứ bảy mẹ chồng mới đi chơi nhà bạn. Cho nên không có tâm sự gì được với con dâu đâu, nhiều đâu. Hai mẹ con có điểm không hợp nữa là mới sáng sớm mở mắt ra là bà nội lấy đá trong tủ lạnh á, cho con bé ăn đá. Sáng sớm nó còn say ke, thôi cho nó ăn miếng cục nhỏ đi rồi nó tỉnh, nó đi học nó không có khóc. Cho nó ổn định tinh thần buổi sáng. Ủa nhưng mà thiếu gì cách dụ mà sao lại cô lại dụ ăn đá? Nó không chịu cái khác, nó chỉ có mê đá. Bé chị nó chỉ thích ăn đá thôi, ăn đá, đá em bỏ vô cái chén, em đưa cái muỗng nó múc nó ăn, nó nhai rào nó rào rào. Trời ơi. Bây giờ nghe câu chuyện này thì thấy được rằng là giữa mẹ chồng nàng dâu này có một khoảng cách, thật sự có một khoảng cách. Tại vì 3 năm rồi, ít quan tâm mẹ chồng mà mẹ chồng cũng quên luôn, tức là mẹ chồng có nhiều cái mối quan hệ khác gần nhau mà không nói chuyện với nhau, không quan tâm với nhau thì nó lại càng xa hơn nữa. Mình có tính tới điều đó không? Không, cô không có tính cái tình trạng xa xôi vậy. Cô nghĩ là cô còn sống trên đời này của nào thì cô cũng đối xử với con cô như thế đó vậy đó. Nên em nghĩ là sau này á, bé em lớn á, thì em sẽ dành thời gian lại cho mẹ nhiều hơn như lúc trước. Chắc cũng còn 15-20 năm nữa nó mới lớn đúng không? Ta về chúng ta suy nghĩ lại xem cái mối quan hệ đó chúng ta cần bổ sung cái gì, cần thêm mắm thêm muối thế nào, chứ không thì nó sẽ lạc lắm đó ha. Anh nghĩ như thế. Chồng của em như thế nào, có biết điều đó không? Ông cũng nói là thấy hai mẹ con cũng hợp nhau mà đâu có cãi lộn đâu, anh thấy vậy là được rồi. Hôm nay thì chồng em cũng không có xuất hiện tivi, cũng có gửi lá thư này nữa. Chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trong suốt thời gian chung sống nay đã được 6 năm, anh thấy mẹ và vợ rất hợp với nhau nên không bao giờ thấy hai người cãi vã. Đó là điều hạnh phúc với một người chồng như anh. Anh muốn rằng tình cảm của hai người cứ mãi như vậy nhé. Chắc là chồng chưa nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thông qua chương trình, anh gửi lời cảm ơn mẹ và vợ đã chăm sóc tốt cho gia đình này. Riêng anh xin hứa với vợ sẽ quan tâm và cố gắng ga lăng với vợ. Dạ, để vợ không có buồn. Ông không có ga lăng gì hết trơn á. Mà nghe mẹ nói là hồi xưa ba mẹ hơn tao 10 tuổi, ba mẹ ga lăng dữ lắm. Cuối tuần là chở tao đi ăn, rồi sinh nhật hay là Noel thì cũng mua bánh kem cho tao nữa. Mà từ lúc em lấy ổng tới giờ em chưa biết cây bông là gì hết. Sinh nhật vợ cũng không nhớ luôn. Không lãng mạn gì hết. Anh hứa sẽ quan tâm ga lăng với vợ nhiều hơn nữa, sẽ tặng cho vợ một cây bông nhân ngày sinh nhật. Chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, chúc vợ thật trẻ đẹp. Trịnh Minh Hùng. Hôm nay chị thấy ảnh viết như vậy thì chị có mong muốn điều gì và có điều gì nhắn nhủ với ảnh không? Thì muốn nhắn với ảnh là lãng mạn chút xíu đi. Dù sao mình cũng nhỏ hơn ảnh 10 tuổi mà không biết cưng chiều gì hết trơn á, mà vợ thì thích lãng mạn. Lại mong muốn là tụi con cũng có gia đình rồi thì thấy mẹ cũng một mình thủi thủi á, giờ có bạn trai nên để chiều đây về con nói chuyện với tình yêu của mẹ á, nếu được thì con gả luôn cho mẹ có bạn có bè. Trời ơi, để mà tâm sự. Ông xã chết từ hồi lúc năm 2000, năm nay là 18 năm rồi. Cái nó nói mẹ sao ở vậy hoài vậy? Gả mẹ chồng luôn ha. Gả mẹ chồng luôn á. Hay vậy ta. Cũng được á. Sống như thế 18 năm rồi, không có ông xã cạnh bên, nói về thôi, cười về thôi, đôi lúc cô đơn lắm. Anh nghĩ rằng là em phải cần quan tâm nhiều hơn nữa. Dạ. Chứ em cũng định, em đừng nghĩ là thôi gả bà đi luôn cho rồi, để khỏi lo nữa. Ha. Nhưng mà bên cạnh đó là cũng mong muốn là mẹ chồng cũng chia sẻ với chị chút xíu, hai mẹ con mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, để chị không cảm thấy ngại mà phải nói qua anh chồng nữa. Con dâu đi làm tới 6 giờ tối, gần 7 giờ mới về tới nhà.
Rồi cái về cái hai đứa con nó theo mẹ ơi tắm đi, mẹ ơi tắm ăn, ăn con đói quá. Mẹ nó đút rồi coi phim, mê phim Đài Loan. Phim Đài Loan gì mà nó dài 80 năm chưa hết phim nữa mà ngày nào cũng coi. Thời gian đó mình chơi với cháu rồi đi, mình ăn uống, mình tắm rửa rồi đi. Coi cái phim tới tối luôn, hết phim mới đi tắm. Tại vì có người đẹp nhiều, bà nội gì khoái người đẹp. Cái nào đẹp bà nội coi, còn dù dài cách mấy bà nội cũng coi nữa. Có coi mẹ chồng nàng dâu hơn nhiều không? Có. Có hai người cũng đẹp lắm. Có. có coi Quyền Linh nấu ăn luôn. Đó thấy chưa? Đó, nấu ăn là phải nêm một chút yêu thương, một chút lãng mạn, một chút hài hước. Và người đối diện, mình hỏi họ xem có cảm nhận được yêu thương và hài hước, một chút tình cảm trong đó hay không. Chứ đừng có nói mình nêm xong rồi kệ người ta ăn sao ăn. Yeah. Rồi, cảm ơn. Cái chương trình đó lúc nào cũng coi hết á. Cảm ơn hai fan ruột của Quyền Linh nha. Cô muốn con dâu cô lúc nào cũng giữ trẻ đẹp, nhiều sức khỏe. Em cũng muốn mẹ nhiều sức khỏe. Mẹ thấy cái gì vui thì mẹ cứ làm, chứ mẹ cũng đừng có ở nhà với cháu hoài, cũng chán, cũng buồn. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình ha. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Nên là Giao Linh Chi Nhân Sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Cặp này cặp nàng dâu đầu tiên rất là hợp với nhau, chia sẻ với nhau như hai người bạn. Cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai có một khoảng trống, mong hai mẹ con sẽ gần nhau hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa. 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, chúng ta sẽ gặp lại nhau để cùng trao đổi, cùng xem, cùng nghe những câu chuyện như thế quý vị nha. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Kim Tiền Thảo, nhãn hình ông già, thuốc trị sỏi thận của công ty cổ phần dược phẩm OBC đã đồng hành cùng với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Bây giờ chị Lê Lộc và chị Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn yết đi, kệ nó. Kêu anh dậy, anh phát đồ anh nè. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu.